Tình hình cuối tuần thế nào? Chót đang đi điểm tập kết chưa? Chưa, tôi đang giàu cả lòng đây này. Với lại dạo này cũng mệt nên là chả hứng thú đi đâu cả. Ây giời, đúng là thời gian là kẻ thù của sức khỏe. Ngày xưa tưởng khỏe đến già, ngày nay tiếc nuối như là ngày xưa. Ngày xưa chẳng quản sớm trưa, ngày nay thỉnh thoảng lừa thừa gọi là. Hóa ra ông vẫn muộn phiền chuyện tế nhị đó à? Ừ. Thôi không phải buồn, để tôi mách cho ông cách này. Cách gì thế ông? À, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Mr. Sun nhá. Sản phẩm này là sự kết hợp ba kích, bá bệnh, bột hào biển hỗ trợ tăng cường sinh lý. Mấy ông có tuổi như anh em mình sinh lý suy giảm, mãn dục sớm nên thử dùng. Ủa thế à? Ừ. Ông dùng thử chưa? Ông thấy thế nào? Tôi dùng rồi, thấy sức khỏe cải thiện hơn. Ôi, mà sản phẩm này còn hỗ trợ những... Lại, đường Lĩnh Nam, đoạn ngõ 107 đang ùn tắc cục bộ. Tại anh... Huế, gia đình. Giải quốc gia khác đẹp. Phần này thì còn khó hơn phần. Đơn thuần như thế này để tôi cho rằng hợp thức hóa là không phù hợp. Và mặt khác á, là trong cái nghị quyết á, cũng cần đề nghị đối với chính phủ có lộ trình để giải quyết dứt điểm tình trạng này và có báo cáo cùng với Quốc hội. Bởi vì là qua cái nghị quyết vừa rồi, cho đến thời điểm mà chúng ta trình cái nghị quyết này cũng chưa có báo cáo về cái kết quả thực hiện liên quan đến quy định này. Làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết việc xử lý đất hoang hóa thì phải xử lý theo luật đất đai, quy định trong luật đất đai. Về ý kiến xây dựng nghị quyết mới để thay thế nghị quyết 55 và nghị quyết 28 hay kéo dài thời gian thực hiện hai nghị quyết này có thể đến 31 tháng 12 năm 2030. Việc này Bộ Tài chính sẽ phối hợp với Ủy ban Tài chính Ngân sách và các cơ quan của Quốc hội nghiên cứu để báo cáo lại Quốc hội. Về phía cơ quan soạn thảo, việc kéo dài thời gian 5 năm của nghị quyết là phù hợp với khoản 2 điều 15 của luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Do vậy, chính phủ đề xuất kéo dài 5 năm. Cũng chiều nay, thảo luận về dự án luật thanh niên sửa đổi, các đại biểu nhấn mạnh về trách nhiệm, sứ mệnh của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ đất nước, hoàn thiện hệ thống chính sách pháp luật đối với thanh niên phù hợp với tình hình mới. Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự luật trình lần này có nhiều điểm khác so với dự luật trình lần thứ nhất lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội. Đa số đại biểu cho rằng sự thảo luật trình lần này đáp ứng tốt yêu cầu cụ thể hóa quan điểm, đường lối của Đảng, hiến pháp hiện hành
quy định rõ trách nhiệm của thanh niên đối với Tổ quốc, gia đình, xã hội và bản thân, đồng thời quy định về chính sách của nhà nước đối với thanh niên, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, nhà trường, gia đình về quản lý nhà nước đối với thanh niên. Điều này sẽ tạo hành lang pháp lý thuận lợi để thanh niên thực hiện sứ mệnh to lớn của mình và đảm bảo cho luật có tính khả thi khi đi vào cuộc sống. Theo ý kiến của đại biểu Trương Phi Hùng, đoàn Long An, dự thảo luật lần này cần quy định cụ thể hơn nữa các chính sách cho thanh niên. Theo tôi, quy định về vai trò của thanh niên như dự thảo luật là chưa thỏa đáng, chưa tương xứng với vai trò vị trí của thanh niên trong quá khứ, hiện tại và tương lai. Đề nghị nghiên cứu thể hiện tư tưởng của Bác Hồ: thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên, và lực hóa quan điểm của Đảng đối với thanh niên được nêu tại Nghị quyết số 25 ngày 25 tháng 7 năm 2008 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ mới vào trong dự thảo luật cho đầy đủ, mạnh mẽ hơn theo hướng thanh niên là rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước. Nhiều đại biểu cho rằng cần làm rõ thế nào là thanh niên có tài năng, cũng như chính sách đãi ngộ, thu hút nhân tài là các thanh niên ở mọi lĩnh vực. Đại biểu Đặng Thị Phương Thảo, đoàn Nam Định nêu ý kiến. Chính phủ vẫn không quy định được chính sách phát triển thanh niên tài năng là như thế nào, cũng không quy định được việc đào tạo, bồi dưỡng, thu hút và trọng dụng họ ra sao. Xin hỏi lý do tại sao các điều khoản này lại không thể quy định được chi tiết, phải chăng quá khó để chúng ta có thể thực hiện được? Tôi đề nghị cần bổ sung hoàn chỉnh, chi tiết và đầy đủ các điều khoản trong dự thảo nghị định để tăng tính thuyết phục hơn nữa cho chính dự thảo luật khi Quốc hội xem xét thông qua. Về quyền nghĩa vụ của thanh niên, một số ý kiến cho rằng thanh niên là công dân Việt Nam nên luật thanh niên cần khẳng định thanh niên có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ công dân theo quy định của hiến pháp và pháp luật. Một số đại biểu đề nghị không nên quy định quyền và nghĩa vụ cụ thể của thanh niên vì các quyền và nghĩa vụ này đã được quy định tại luật chuyên ngành điều chỉnh từng lĩnh vực như giáo dục, lao động, việc làm. Thay vào đó, dự thảo cần quy định trách nhiệm của thanh niên trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình cũng như trách nhiệm của các chủ thể khác trong việc tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho thanh niên thực hiện trách nhiệm. Trước đó sáng nay, thảo luận về dán luật hòa giải đối thoại tại tòa án, đa số đại biểu đồng tình với dự thảo luật được thông qua sẽ là giải pháp hữu hiệu trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, phù hợp với các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung và làm rõ thêm một số quy định về chi phí hòa giải, đối thoại, thời gian, địa điểm tổ chức hòa giải, đối thoại, tiêu chuẩn, quyền, nghĩa vụ của hòa giải viên. Nhóm phóng viên Minh Long và Kim Thanh tiếp tục thông tin. Đa số đại biểu đồng tình dự thảo luật hòa giải đối thoại tại tòa án được thông qua sẽ là giải pháp hữu hiệu trong giải quyết các tranh chấp dân sự, khiếu kiện hành chính nhằm bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, phù hợp với các chủ trương, đường lối, quan điểm của Đảng về cải cách hành chính, cải cách tư pháp. Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cần bổ sung và làm rõ thêm một số quy định